Rồi ok, trước khi vào video thì mình sẽ tặng cho các bạn vào ngày tiếp theo của cái tháng 1 năm 2020 nha. Thì ok, mình sẽ vào cái shop của mình, cái shop chính chủ của mình, và mình sẽ tặng cho các bạn 2 cái random mỗi ngày. Mỗi ngày mình sẽ tặng cho các bạn 2 cái ngẫu nhiên may mắn nha. Thì các bạn nào mà không có cái ạc chơi thì hãy vào shop adwatch.com của mình và mua và ủng hộ mình trong những cái dịp Tết này nha. Bảo đảm cái shop uy tín nha các bạn ơi, tại vì cái shop này là do mình quản lý mà. Ok, mỗi ngày mình sẽ tặng cho các bạn 2 cái ạc random, 2 cái ạc ngẫu nhiên miễn phí. Các bạn có thể nhận và giới thiệu cho bạn bè. Đây, đây là 2 cái ạc ngày hôm nay nha. Các bạn nhớ vào ủng hộ shop mình, ủng hộ mình nhé. Vào video nào, let's go. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình lại làm một cái clip mới mà mình vừa nhận được một cái ý tưởng của anh em khá là thú vị về cái clip này. Thì cái clip ngày hôm nay của mình sẽ không dùng đến cái chiêu thức của bất kỳ cái vị tướng nào nha anh em ơi. Chỉ liên quan tới cái nội tại và đánh thường. Thì đây là những cái vị tướng có cái nội tại đánh thường cường quá mỗi cái đòn đánh như thế này. Đây, ví dụ Wonder Woman của chúng ta. Đó, về cái cường quá của cô ấy thì ném ra cái khiên, đó được gọi là cường quá nha anh em ơi. Thì cái clip của mình hôm nay sẽ liên quan tới cái nội tại cường quá đòn đánh như thế. Thì cảm ơn cái ý tưởng của các bạn rất là nhiều nha. Các bạn có ý tưởng gì mới thì nhớ bình luận mình giữ tiếp cho mình nha các bạn ơi. Các bạn sẵn tiện đang xem video nhớ like và chia sẻ video này giúp mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, thì Wonder Woman đã lỡ đứng ở đây rồi. Thì mình sẽ cho cô ấy đứng ở top 5. Đấy, về cái nội tại đánh thường cường quá của cô ấy với bao nhiêu giây thời gian đây. Cùng mình xem nha. Wonder Woman sẽ đứng ở vị trí top 5. Hấp dẫn đây. Đó, mình không dùng chiêu thức gì hết trơn nha anh em ơi. Chỉ việc đòn đánh thường cường quá như thế. Liệu sẽ ở bao nhiêu giây thời gian mà đứng được ở vị trí top 5 với cái sự có mặt của Wonder Woman. Ném khiên thôi, chỉ việc đánh thường và ném khiên như thế thôi. Vậy 30 31. Đó, nhanh lắm nha. Ui giời. Về cái nội tại với cái đánh thường của cô ấy tặng 38 giây anh em ơi. Vậy là ở vị trí top 5 dành cho vị tướng Wonder Woman của chúng ta là khá là ok rồi. Đây, ở vị trí top 5 là Wonder Woman. Ngon lành, một cô gái đứng ở vị trí top 5. Vậy tiếp theo, cái vị tướng nào mà có cái được cái đòn đánh cường quá nữa. Let's go. Rồi ok anh em ơi, tiếp theo thì mọi lại một cái vị tướng nữ vô cùng xinh đẹp nhưng cũng hiểm ác không kém, gai góc quá. Thì cô ấy đứng ở vị trí top 4 nha. Liệu trong thời gian bao lâu mà được ở vị trí này đây, cùng mình xem luôn nha. Thì về cái nội tại của cô ấy cường quá đòn đánh thì anh em chắc chắn nhiều người cũng đã biết cái vị tướng này khá là gành rồi. Mỗi đòn đánh thứ 5 sẽ có cái quay. Đó, quay này ấy. Đó, cái này cũng gọi là cường quá đòn đánh nha anh em ơi. Vô cùng chính xác đó, nội tại mà. Vậy bao nhiêu giây mà top 4 đây? Ý là Vegas như thế này mà còn top 4 nữa. Với bao nhiêu giây đây? 20 giây chẳng này. 21. Vegas này, những cái vị tướng này là toàn là những cái vị tướng solo nha anh em ơi. 32. Với 32 giây thời gian thì hơn cái vị tướng vừa nãy Wonder Woman của chúng ta rồi. Đây, top 4 khá là hợp lý nha. Vị tướng Vegas của chúng ta top 4 với 32 giây. Nhanh, nhanh nữa chứ. Cường quá như thế này thì hợp lý, vô cùng hợp lý luôn. Các bạn xem video nhớ like và chia sẻ để mình có like đề xuất vào viewer nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi xong, vị tướng thứ 3 của chúng ta xuất hiện là cái vị tướng Matt. Matt thì có cái nội tại giật điện này, sốc giật gì đấy. Cũng khá là ok. Về cái nội tại của anh ấy về điện cũng cường quá những cái nội tại về đòn đánh. Nên mình đã đưa cái vị tướng này vào luôn nha anh em ơi. Ok, để thời gian của anh ấy hạ vị tướng Gildo trong vòng bao nhiêu giây đây. Đây là toàn là những cái vị đấu sĩ mà cũng vô cùng được ưa chuộng trong thời gian bấy giờ thôi. Ok, để mình sẵn sàng này. Đó, chỉ việc đấm. Nó có ký hiệu điện này, sát thương chuẩn khá là cao, 152 này, 51, 53. Cứ thế mà nhảy lên thôi. Vậy mà đứng được ở vị trí top 3 đó chứ. Ngon lành luôn. Đó, sắp chết rồi này, nhanh quá.
top 3 mà lại 28. Wow, hơn hẳn 4 giây cái vị tướng vừa rồi. Với 28 giây thời gian thì cái vị tướng match của chúng ta đứng ở vị trí top 3, khá là ok, hợp lý luôn. Hợp lý, hợp tình, hợp nghĩa luôn chứ. Vậy là match đã đứng được ở vị trí top 3 nha. Về cái clip về những cái vị tướng cường hóa đòn đánh nội tại theo ký tưởng của anh em khá là nhiều. Để xem như thế nào đây. Vị tướng tiếp theo đứng ở vị trí top 2 đó nha. Chuẩn bị này, let's go. Rồi rồi anh em ơi, cái vị tướng cường quá đòn đánh tiếp theo là cái vị tướng khá là gai góc. Gai góc và cũng được các bạn đi gần khá là ưa chuộng trong những cái mùa trước. Còn cái mùa hiện tại thì các ít bạn đánh cái vị tướng này. Tại những cái mùa trước nó hơi bị bá đó anh em. Và mà cái vị tướng này có cái nội tại đòn đánh đánh tới cái phát thứ 5 thì cộng dồn liên tục tăng tốc đánh và tăng công vật lý khá là cao. Nên mình đưa cái vị tướng này vào nha. Và vì sao anh ấy đứng được ở vị trí top 2 thì cùng mình xem luôn nhé. Vì sao đây? Vì sao anh nhớ em thế này? Hạ sát Yudu trong vòng bao nhiêu giây mà top 2 đây? Chuẩn bị này, let's go. Sẵn tiện anh em đỡ Yudu lên thì nhớ cho mình một like và một chia sẻ nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, top 2. Với anh Yudu thì bây giờ chỉ hạ sát trong vòng top 2 với cái vị tướng King God thôi. Đây, chuẩn bị này, đòn đánh 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 5 điểm cộng dồn lên thì tăng công vật lý và tốc đánh khá là nhiều. Mình cũng vô cùng thích cái nội tại của cái vị tướng này luôn anh em ơi. Như là cái cây gì mà tăng nội tại này nhờ. Mình quên rồi nè. Cái gì ta? Anh em nhớ thì nhớ bình luận bên dưới nhắc mình nha. 21, wow, số đẹp. Số đẹp với cái vị trí top 2 của chúng ta, chú cá. Ui giời, bạo nhanh quá, 21 giây đã kết thúc được một cái mạng của một vị tướng rồi. Khá là nhanh về cái những cái vị tướng về cường quá nội tại đòn đánh như thế này. Theo cái ý tưởng anh em khá là thú vị nha. Anh em có ý tưởng gì mới thì nhớ bình luận bên dưới nha. Hay, vậy là King God top 2. Vậy còn ai là cái vị tướng top 1 đây? Cha cha cha. Ở vị trí top 1 của chúng ta, cái vị tướng chùm solo 1v1 đây à, biệt danh đó. Vị tướng này thì nội tại cô gia quốc sát thương chuẩn khá là đau. Bởi vậy top 1 hay sao đấy. Để mình xem trong vòng bao nhiêu giây mà top 1 nha anh em ơi. Vị tướng này mà. Đây, để mình sẽ đợi lên. Đó, chuẩn bị này, bao nhiêu giây mà top 1 đây. Đó, đầy cái cây nộ màu đỏ thì thôi rồi là mơ luôn. Quốc sắc thân chuẩn này. Sắc thân chuẩn khá là ghê đó. Vị tướng này mà bào sắc thân chuẩn là ok đó anh em ơi. Đó, top 1 mà. Với 15 giây thôi thì cái vị tướng này lập chiến công chiến tích luôn rồi. Top 1 mà lại top 1 thì như thế này là chậm đó. Mới có top 1 thôi đó. Như vậy là khá là nhanh. Về cái ý tưởng của anh em mình cũng đã hoàn thành thêm một cái clip nữa. Thì cảm ơn cái ý tưởng này nha. Thì mình không còn điều gì để chia sẻ trong cái clip ngày hôm nay cả. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi mình đăng cái video mới nhất nha. Và kèm theo là nhớ chia sẻ video này cho bạn bè và người thân cùng xem giúp mình luôn nha các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.